Nay để hát những ca khúc hay nhất, tuyệt vời nhất để gửi tặng đến tất cả quý vị. Và không biết quý vị thích nghe nhạc sôi động hay nhẹ nhàng ạ? Sôi động lên. Sôi động à? Ok, và ngay phút đây xin gửi đến tất cả quý vị một ca khúc remix rất là động, ca khúc được mang tên Ngắm Hoa, Lệ Rơi trên nền nhạc remix. Mời quý vị cùng lắng nghe và cùng thưởng thức ạ. Các bạn trẻ nào thuộc thì hát thật lớn tiếng Hoàng Thuận nhá, không khí thật vui, thật sôi động ạ. Diễn sân khấu ngày hôm nay để gửi tặng ca khúc hay nhất để gửi tặng đến tất cả quý bà con trong
Kim Minh Phương xuống nhà mình ạ. Và trước khi Hoàng Thuận bước bước xuống khấu ngày hôm nay, quý vị có thể dành cho Hoàng Thuận một tràng vỗ tay được không ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.